Xin chào các bạn tiếp tục đến với kênh của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách trải nghiệm cái Android trên chính chiếc iPhone của mình nha các bạn. Thì cái này nó đang hot trên trên mạng nha các bạn. Thì mà mình thấy thì chưa có bạn nào hướng dẫn các bạn làm. Thì cái này để cho các bạn có thể trải nghiệm Android trên chính cái iPhone, trên chính cái iPhone của mình. Thì cái này á, cách làm như sao? Cái này mục đích tạo ra này là Samsung muốn cho cái người dùng iPhone trải nghiệm thử, trải nghiệm để lôi kéo cái người dùng iPhone sang Android, từ xài iOS sang Android nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta vô Safari, chúng ta bấm cái itest.nz, bấm itest.nz nha các bạn, rồi các bạn bấm cho chạy thôi. Xong ở đây có cái mũi tên này nha các bạn bấm vô, các bạn thêm vào màn hình chính, bấm thêm vào màn hình chính nha các bạn, thì nó sẽ có cái icon đó, icon giống như một cái ứng dụng như đó, các bạn bấm vô đó. Các bạn muốn đổi tên không đổi tên thì các bạn giữ nguyên nha các bạn, rồi bấm vô thì nó có đây nha các bạn, Samsung iTest này nha các bạn nhiệm vụ chỉ bấm vô thôi, và tự động cái iPhone chúng ta nó nè, chúng ta bấm Next nè, Next, Let's go. Đó, đây một chiếc Android chạy trên cái điện thoại của iPhone nha các bạn, iPhone chính hãng này ngoài nha các bạn. Đó nè, vuốt này các bạn thấy chưa, như làm cho các bạn trải nghiệm thôi nè, đây tin nhắn này các bạn. Tin nhắn được luôn này bạn, nghe hót ra nè, hót ra kiểu như Android này nha các bạn, này đó nè, cuộc gọi này nha các bạn, mình dò tiền nè, đó. Có tin nhắn đến luôn nè bạn, dù có tin nhắn đến này mình trả lời ngay trên đây được luôn nha các bạn, alo nè, cũng chi nè, qua luôn nè nha các bạn, đó, đó, người ta iPhone nhắn thử nha các bạn, rồi các bạn hót ra. Hót ra bản này nha các bạn, hoặc là lúc này cũng được nè, thấy chưa? Rồi này mình bấm vào tiền nha các bạn, cho các bạn xem nè. Đó. Nó kiểu nó mô phỏng thôi, mình bấm chưa được. Đó, giống như có tin nhắn tới á, cho bạn xem. Đó. Cài đặt luôn nè các bạn. Đó. Đầy đủ luôn nha các bạn. Đó. Nói chung là cái này là để cho chúng ta trải nghiệm thử cái giao diện Android. Nói chung là Samsung tạo ra cái này để cho người dùng iPhone chúng ta làm quen với Android, và biết đâu có số ít người thích hay là số đông đảo người thích, người ta sẽ chuyển sang Android để xài, để mua cái điện thoại Samsung. Đó thì mục đích là vậy nha các bạn. Đó thì mình muốn chia sẻ cái cách để các bạn xem thử, trải nghiệm thử để cho các bạn biết đó. Android này nha các bạn. Đó. Thì các bạn thấy video hay hãy cho mình đăng ký kênh, like và chia sẻ nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.